lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam gặp ghề đối khó. Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U17 châu Á 2025, lộ diện những đối thủ khó chiêu với U17 Việt Nam. Vòng loại U17 châu Á 2025 có 42 đội được chia thành 10 bảng để thi đấu, gồm một bảng 3 đội, 6 bảng có 4 đội và 3 bảng có 5 đội. Các bảng 5 đội đã thi đấu từ ngày 19 tháng 10. Các bảng 3 và 4 đội bắt đầu khởi tranh từ ngày 23 tháng 10. Bảng đấu của U17 Việt Nam có 4 đội gồm Yemen, Kyrgyzstan và Myanmar, nên 23-10 mới bắt đầu thi đấu tại sân Việt Trì, Phú Thọ. Theo lịch vòng loại U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ U17 Kyrgyzstan ngày 23 tháng 10, U17 Myanmar ngày 25 tháng 10 và U17 Yemen ngày 27 tháng 10. Lịch thi đấu và trực tiếp U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2025. Để chuẩn bị cho giải đấu này, U17 Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản trước khi trở về vào ngày 10 tháng 10 vừa qua. Theo đánh giá của Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, các đối thủ của U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2025 đều là những đội bóng mạnh và đã được thể hiện từ thực tế trong các lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở các cấp độ. Điều này dự báo sẽ mang lại nhiều khó khăn cho đội tuyển U17 Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào vòng chung kết giải U17 châu Á. Các đội khách Kyrgyzstan, Yemen và Myanmar đều đã có mặt tại Việt Trì từ ngày 21 tháng 10. Được biết, để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2025, đội tuyển U17 Myanmar mới đây đã có 2 trận giao hữu quan trọng với U17 Qatar, với kết quả thắng 1-0 ở lượt đi và thua 0-2 ở lượt về. Trong khi đó, U17 Yemen cũng đã hòa U17 Oman 1-1 ở giải U17 Tây Á. Về phía U17 Kyrgyzstan, đối thủ còn lại của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, đội bóng này đã sang Việt Nam từ ngày 12 tháng 10, tức sớm hơn 9 ngày so với lịch chính thức của AFC, để tập luyện và làm quen điều kiện thời tiết. Đội bóng Trung Á vừa có những trận giao hữu với U17 Thái Lan cũng như tham dự giải U17 Trung Á. Trong đội hình của U17 Kyrgyzstan có tiền vệ Nursultan Alisov là gương mặt nổi bật đang thi đấu tại U16 Spartak Moscow, Nga. Theo điều lệ giải, 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền dự vòng chung kết ở Saudi Arabia vào năm sau. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.